Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì hôm nay mình mời mọi người đồng hành cùng với mình là đi tách trong mái của cái bầy cá bé màu rồng này mọi người. Rồng Indo. Ha. Hôm nay thì có đủ hồ rồi rồi. Ha, cái hồ này mình tách xong rồi nhưng mà số lượng trống thì tương đối là ít, cho nên là mình sẽ ghép nha. Mình sẽ ghép. Mình lựa bầy này nè. Cái bầy này nè mọi người ơi. À, số lượng trống ít hơn mái khá là nhiều cho nên là sợ mấy con trống nó si á mọi người, nó bị si á, sợ nó bị si cho nên là sẽ tách nó ra, tách nó ra và dưỡng riêng ha. 1 để mình tách xong rồi mình sẽ show cho mọi người xem. Bài này trống khá là đẹp, ra kỳ này ra trống ít quá mọi người ơi. Đa số là mái không, trống rất là ít. Bầy cá mà hết 7 phần mái rồi. Chưa cho ăn thành ra mới dễ vớt vậy đó nha. Chưa cho ăn mới dễ vớt vậy chứ nếu mà cho ăn rồi dễ gì á. Bầy này bỏ tiêu ok nè. Mới vừa quy hoạch lại cái góc nuôi cá của mình thành ra nó này nhìn nó cũng ấy rồi, có hồ đồ trống đồ đằng mình làm cũng chuyện nữa rất là nhiều đó mọi người. Ai mà có nuôi cá với màu á, mọi người nhớ là ấy hồ nha, để có phải có hồ trống mới được, có hồ trống là mình dễ thao tác với cái đàn cá mình hơn. Ổng vậy. Hôm nay sao nó cục ổng vậy? Để coi coi. Trống này đuôi nó hư rồi mọi người ạ. Đuôi nó hư rồi, thôi để mình bưng con trống này mình thả ra ngoài hộp vệ sinh. Đó, cái hộp vệ sinh của mình đó. Thì rồi bèo lọp dữ quá, thành ra là nó hao hụt nhiều, với lại mưa đêm nhiều quá, thành ra là hồ thủy sinh của mình nó cũng hao hụt nhiều. À, đây còn con trống nữa nè. Đó. Còn nó không? À, hôm nay thì tách trống mái rồi mình còn đây nữa nè mọi người. Mình còn công chuyện của cái bài này nữa. Đó, cái bài này cũng cần nên tuyển rồi. Cỡ này là mình sẽ tuyển hàng ri bông với hàng gen, mình tách ra riêng ha. Công chuyện cũng khá là nhiều cho ngày hôm nay. Đây, hôm nay để mình múc thêm miếng nước nữa cho nó bơi bung bung cho mọi người xem. Sao ta, để mình dời cái chai này đi. Chai này lên đây. Đây. Khá không? Mấy con rất là đẹp nè, như con này. Cái con này nè mọi người, mấy con mà cục cục nhìn đẹp quá. Sao quay sao cho nó rõ ta. Xô cá mà vậy là xong rồi, không được rồi. Đó. Vậy nè mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn. Con này cái đuôi nó sao cái đuôi bỏ tia được nhưng mà nó không được tròn đuôi. Con này không đạt nè mọi người, con này không đạt nè, sẵn mình tuyển ra luôn. Con này không đạt nè. Nhìn nó xì keo quá. Con này nè, nhìn nó xì keo quá, bỏ ra. Bỏ ra hàng thủy sinh. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu rồi. Có con nhìn xì ke quá mà. Chán chưa. Chạy đâu mất rồi. Từ 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 từ. Nè. Trời ơi ạ.
Có con cá với cũng không xong nữa Tàng. Chán dễ sợ. Thôi vậy chứ mà nhanh. Xì kè vậy chứ mà chạy trốn nhanh đẹp. Rồi, ra đây đi. Coi coi có con nào không đạt nó không dạt luôn. Này ra rầm sọt nè. Con mình thấy nó cũng hơi xấu một tí. Hơi xấu một tí chắc mình sẽ dạt luôn. Cái hoa văn nó nhìn không đẹp. Đâu rồi? Hoa văn nhìn nó bể bể. Bể bể chắc các bạn không thích. Mà mình cũng không ưa mấy con mà hoa văn bể bể nhiều. Này cái đuôi nó bể bể mà hoa văn nó bể bể nè mọi người. Mặc dù đuôi bự thiệt. Ra đây. Còn con nữa, thấy cái đuôi nó hơi tóp tóp, thấy ghét. Đâu rồi? Là con này nè. Dạ con này nè. Dạ con này luôn. Ra đây luôn. À. Con này nữa nè. Coi vậy mà đuôi không được ngon, không được tròn. Dạt luôn. Rồi. Thả nha mọi người. Ghép chung với bầy này nè. Đó cho nó nhiều nhiều chút. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho tụi bên kia ăn. Rồi sẵn xem còn sót. Còn sót con nào nó không. Còn sót con trống nào nó không. Số lượng mái nó nhiều nên ra khi mà nhốt chung như vậy á thì trống nó rất là mau bị si nha mọi người. Nó rất là dễ dàng bị si trống. Thành ra là tách ra. Ý sót này các bạn thấy không? Không cho ăn là đâu có thấy sót. Kìa, nó nè. Dớt ra còn sót nữa. Chờ mình xíu. Oh. Vậy mà còn sót á. Nè. Đó nè. Đó. Nhanh lắm. Để coi coi đẹp không. Xấu nha, xấu, sẽ già. Còn con nào nó không? Rồi, có vẻ như là hết rồi đó các bạn, hết rồi. Bây giờ thì mình đi thả con này ra ngoài hồ thủy sinh luôn. Đi mọi người ạ. Lâu rồi chắc các bạn cũng không thấy cá ngoài hồ thủy sinh của mình. À, mình cũng bán bớt rồi, có nhiều bạn là nhà bắt á, ra mình cũng bán bớt rồi. Đó, còn cũng không nhiều lắm. Đa số mới sau này là mình mới vừa dạt ra thôi. Ha. Mình làm cho nó cái khung là cho nó hoạt động đó, bèo nó ra đặc luôn. Ha, che nắng bớt. Nước nó hơi cạn. Thành ra mình để bèo vô hơi nhiều cho nó che nắng nặng nước nó không nóng á đó. Đi mọi người ơi, để cho bầy này ăn cho mọi người xem. Vừa lọc trống ra rồi vừa tuyển luôn, tuyển trống luôn đó mọi người.
chắc cũng hơi nhát, mới vừa bắt lên mà, thành ra là chắc nó cũng hơi nhát xíu. À, trong đây con còn nhìn không đẹp đâu, con còn nhìn không đẹp. Đâu rồi, chạy đâu rồi, cái hoa văn nó bị bể. À, sẵn mình sẽ tìm, là mình sẽ không biết con nào, để mình tìm là mình sẽ lọc nó ra luôn. Hoa văn bị bể này, có con này hoa văn rất là đẹp nè, hoa văn rất là rõ và to. Ha, bản màu thì hợp ha, bản màu đỏ đẹp. Mình nói Indo đuôi phải đỏ như vậy nhìn nó mới ngon, nhìn nó mới mê. Nè, con hoa văn xấu nè mọi người, tia xấu, mọi thấy không, tia bị bể. Để mình bắt ra cho mọi người xem, sẵn là lọc luôn chứ không gì, mình lọc luôn. Chạy đâu rồi, đồng Indo mọi người nuôi hay bị bể tia lắm nha. Nó khó làm bộ tia hơn những cái bộ rồng thái khác. Cá mà trưởng thành, cá nhỏ thì thấy tia đẹp lắm, nhưng mà khi mà nó trưởng thành lên đó, thì nó lớn, lớn lên thì nó hay bị bể tia lắm. Đâu rồi, mới thấy nó đây mà, nó chạy đâu rồi. Nè, nó nè mọi người, nó nè, 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 tia xấu nha, à, thấy không, bể hết trơn rồi, bể hết trơn rồi, thấy không, đó, thôi, cho ra hồ thí sinh luôn, rồi, qua đó luôn đi, xong, đó rồi, xong việc này rồi đó, tắt cống máy xong rồi. Ấy xong rồi. Thì bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.